Kính chào quý chị, chào các bạn. Hôm nay bên em lại về một chiếc xe được mệnh danh là chiếc xe quốc dân Toyota Vios bản 1.5G số tự động nhé, màu cát vàng, nội thất kem. Chiếc xe này sản xuất năm 2020 với tình trạng đã sử dụng hơn 5 vạn km. Và bên em đang chào bán chiếc xe này với mức giá là 448 triệu. Và với cái mức giá này thì bên em sẽ hỗ trợ sang tên đổi biển chính chủ cho anh chị luôn nhé. Xe bảo hành cam kết không tai nạn, không ngập nước, máy số keo chỉ nguyên bản nguyên zin. Phiên bản G là phiên bản cao cấp nhất. Xe này nó sử dụng động cơ 1.5 lít đi kèm với hộp số CVT vô cấp. Nó tiêu nhiên liệu trung bình ở đường cao tốc khoảng tầm 4,9 lít và đường hỗn hợp của nó khoảng tầm 5,6, 5,7 lít thôi. Về phần mặt trước thì xe được trang bị cảm biến trước này, rồi có đèn LED định vị ban ngày, có đèn bi theo xe luôn nhé. Đó, có xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương này. Rồi các cái phụ kiện kèm theo này. Đó. Đấy, có vè che mưa luôn này. Rồi này có ốp tai gương mạ chrome này. Đây. Nẹp tapi cửa này. Vân xước rất đẹp. Đây, nội thất nguyên bản theo xe đây. Ghế da. Ghế da có đục lỗ nhé. Rồi vô lăng này. Củ số này. Xe này cũng đã được trang bị hệ thống cân bằng điện tử chống trơn trượt. Và đã được chủ xe lên độ màn hình Android. Trần nỉ bọc ni lông khá là sạch sẽ. Đây là mức tiêu hao nhiên liệu mà nhà sản xuất đưa ra đây. Rất đẹp. Bản 1.5G. Anh chị em yêu thích quan tâm chiếc xe này thì để lại bình luận bên dưới hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số 0941 337 888 hoặc 0978 607 555. Xem xe tại Salon Luxury Hải Dương, địa chỉ cơ sở 1, số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, hoặc cơ sở 2, số nhà 01 đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Xe rất là đều đẹp. Phần keo chỉ máy số nguyên bản hết nhé. Rồi bây giờ sẽ xem đến cái phần khoang động cơ của chiếc xe này. Đây. Đó. Cabo này, nắp cabo nguyên bản luôn nhá, vẫn còn tem nhà máy này. Đây. Chân máy này. Máy còn rất là sáng luôn, cục máy còn rất sáng, máy số nguyên bản. 448 triệu cho chiếc Toyota Vios này nhá. Hiện tại thì chiếc xe này bên em vẫn hỗ trợ trả góp được khoảng tầm 60 đến 65% nếu anh chị có nhu cầu.